sinh 18 ngày thì bị áp xe vú bên trái, giờ không biết là điều trị hay là lấy cây thuốc gì về chữa, mong nhà thuốc tư vấn giúp em. Chào bạn, áp xe vú là một dạng bệnh viêm nhiễm ở vú gây ra sưng đau và sưng tấy. Kinh nghiệm dân gian để điều trị áp xe vú hiệu quả thì bạn nên dùng hai vị thuốc để đun nước, đó là lá cây bồ công anh và cây xà đen. Liều dùng là lá cây bồ công anh 30g, xà đen 30g, đun nước uống thay nước hàng ngày bạn nhé. Để dùng thêm thuốc lá